Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube tôi Nhật TV hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Ở đầu video mọi người có thể thấy một số cái sản phẩm, đây gần như là cái quảng cáo thôi. Em có rất là nhiều kính cũng như là các cái sản phẩm để trưng bày. Kính này là kính made in USA anh chị ạ. Hôm nay em sẽ quay rất là nhiều sản phẩm liên quan đến audio cũng như là đồ trưng bày, anh chị xem giúp cho em nhé. Hôm nay đây là cái siêu thị, em sẽ đi lấy cái mâm than cổ của Anh Quốc. Như cái bảng này người ta giới thiệu ấy thì là cái mâm than này là cái hàng nhập khẩu về Nhật và rất là hiếm, cho nên là ai mà mua thì hãy mua nhanh. Đó, thì có một anh khách ở Hải Dương cùng quê với em đã chốt cái mâm than này, nó có giá về Việt Nam khoảng gần 100 triệu. Sản xuất tại Anh thì đây là một cái mâm nó có đầy đủ các cái thiết bị đi kèm như là motor này, rồi là những cái dây tời này, rồi là cả những cái chổi quét. Có cả những cái phụ trợ của cái dây, ví dụ dây thì nó có hai bộ luôn để thay thế. Nó rất đẹp. Quý vị anh chị có thể xem cái góc em quay này thì thấy là nó vô cùng đẹp đúng không ạ? Bốn cái chân đế dường như là được mạ vàng ấy. Đẹp không ạ? Cái này mình nhìn theo góc nào cũng thấy nó rất là đẹp. Nói chung là hàng của Anh Quốc mà nhập và xuất sang Nhật thì đều rất là ok đúng không ạ? Ở đây họ cái bảng giá họ có ghi là bản limited, tức là bản giới hạn. Con này cái độ mới của nó gần như là 100% anh chị nhá. Cái kính úp này thì nó không bị xước sát gì cả. Độ đẹp của nó gần như là hoàn hảo. Quý vị của chú anh chị có thể quan sát được thấy là cái màu vàng của nó cực kỳ bóng đúng không ạ? Nói chung là đã đi với màu vàng thì nó sẽ tạo lên một cái vẻ đẹp gì đấy rất là sang sang trọng. Phải nói là sang luôn đúng không ạ? Cái âm ly để thử thì hơi cùi. Cái âm ly này chỉ là cái âm ly AV giá rẻ thôi. Nói chung là ở cửa hàng này thì để thử thì chỉ cần như thế thôi. Nhưng mà cái gọi là đạt được mọi cái tiêu chí thế là ok đúng không ạ? Đẹp không quý vị anh chị? Lát nữa ở video này sẽ có cả máy rửa bát này, rồi là máy rồi bếp ga này, rồi là những cái liên quan đến cái sản phẩm bằng bạc cũng như là kính này. Đó, tất cả cái ảnh, cái sản phẩm ở cái video này cũng như là kính, rồi là những cái liên quan đến cái đồ bằng bạc ấy, em đều đăng ở trên trang Facebook hàng nhật dần giá.com, cũng như là trang Zalo, hai trang Zalo của em. Thì cho anh chị nào chưa biết thì cách liên lạc với em bằng cách là gọi trực tiếp vào hai cái số Zalo giúp cho em, vì là nếu mà anh chị nhắn tin ấy, nhiều khi em sẽ không kịp đọc, bởi vì là lượng tin nhắn của em nó rất là nhiều. Kết bạn nhiều khi cũng không thể kết bạn nổi, bởi vì là nó bị đầy bạn rồi anh chị. Cả hai số Zalo của em gần như là bị đầy hết rồi, không thể kết bạn nổi. Em chưa có thời gian để lọc. Đây là cái quạt họ ghi ở trong cái thanh này, nó được làm bằng bạc nguyên chất. Đó, quạt bằng bạc nguyên chất anh chị ạ. Ở bên Nhật này thì cái quạt này, rồi cả cái trống này nữa. Cái trống này rất là có ý nghĩa, thì em chưa tìm hiểu rõ ý nghĩa của cái trống là gì. Nhưng cái quạt thì em biết được là nó mang lại sự may mắn. Đó, cái trống này có giá hơn 5 triệu 27.500 yên. Nó cũng bằng bạc anh chị nhá, cũng bằng bạc. Đó. Nói chung là bọc gói ghém rất là đẹp. Còn đây là dao này, kéo này, một bộ có cả cái đế cắm luôn. Thì cái video này em sẽ quay theo cái thứ tự như sau. Nó em quay ở một vài cửa hàng nó gần nhau, cho nên là nó sẽ hơi lộn xộn một chút. Lúc thì là audio, lúc thì là hàng trưng bày, lúc thì là đồ nhà bếp. Nhưng mà nói chung là nó cũng được chọn lọc rồi em mới quay lên, chứ không phải là cái gì em cũng quay. Em đã đi xem một lượt sau đó em mới quay lên. Đây là những cái con dao chặt, rồi là dao thái. Nhìn nó rất là ngầu đúng không ạ? 77.700 yên. Con dao này cực to luôn. Đó, dùng để chặt đúng không ạ? Vì nó to và cái bản của nó rất là nặng. Của Nhật anh chị nhá. Hàng của Nhật.
À, em bán về Việt Nam ngoài hàng audio thì còn có cả đồng hồ. Ví dụ như bây giờ em đang bán rất là chạy, đó là cái mặt hàng đồng hồ SK. Thì em bán về tận tay quý vị anh chị giá là hiện tại, thời điểm bây giờ anh chị nhá. Anh chị đang xem cái video này vào ngày 11 tháng 3 này thì là nó giá về tận tay quý vị anh chị là 5 triệu 600 nghìn đồng. Đồng hồ SK mặt lửa hoặc là gọi là màu màu hồng cánh sen ấy. Đấy, cái giá nó như vậy, 5 triệu 600 nghìn. Cái súng này là đồ trang trí thôi anh chị nhá, bằng thủy tinh. Để chơi chơi thôi, để bày thôi anh chị ạ. Những cái đồ trang trí ở bên Nhật này em thấy nó cực kỳ đẹp mà cái giá trị của nó cũng rất là ghê. Ví dụ như cái nàng tiên cá này là giá gần 7 triệu đồng luôn. Giá rất là cao. Đây, cái này gọi Hermès này. Cái này gọi là cái đĩa đúng không ạ? Đấy. Cũng rất là đắt. Hàng này là hàng hiệu đúng không ạ? Đây là cái hộp đồng hồ. Giá tại Nhật thì nó rẻ thôi, hình thức thì rất là đẹp rồi nhưng mà mỗi cái là nó nặng. Tại Nhật thì nó chỉ có khoảng hơn 1 triệu một tí thôi nhưng mà nó nặng lắm anh chị, em thử nhấc một tay mà không nhấc nổi cho nên là giá về Việt Nam cũng tương đối. Đây là kính Mỹ. Những cái kính như thế này thì em có rất là nhiều. Ở đây tủ này thì có cả Mỹ và Italia nhưng mà em hiện tại đang có ở nhà em đó là kính Mỹ và kính Italia rất là nhiều. Em sẽ quay và chụp lên ảnh lên trang Facebook cũng như trang Zalo. Cái loa vừa rồi là loa Dali sản xuất tại Đan Mạch. Đây là cái mark Intoc, một con âm ly đúng không ạ? Một con âm ly. Anh chị xem cái mark có thể nhìn rõ cái mark và tra thông số theo cái mark này thì nó sẽ chuẩn hơn trước khi chúng ta quyết định mua đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi em nhìn trên cái mark thì họ ghi thông số có thể thiếu, ví dụ như công suất này hoặc là trở kháng có thể thiếu. Nhưng mà trước khi chúng ta mua chúng ta phải tra thật là kỹ. Ví dụ cái Mark Intoc A3800 chẳng hạn thì thông số nó như thế nào chúng ta quyết định mua. Đó. Đó em, nếu mà em là người mua thì em sẽ như thế. Đây, ba cái chống cơm đúng không ạ? Ba cái chống cơm, mỗi cái một giá khác nhau. Có là cái model nó khác nhau thì là giá nó khác nhau thôi. Đây là một con bóng đèn đúng không ạ? Con bóng đèn A3300 giá 110.000 yên tại Nhật. Nó rơi vào tầm khoảng chưa tới 20 triệu đúng không ạ? Em tính đại khái. Đây là một con Sansui âm ly. Đây là cái đầu TX-VRDS 25X. Hình thức thì rất rất đẹp. Nhưng mà giá thì có vẻ như cao đúng không ạ? Màu vàng chanh. Anh chị cố gắng xem hết video giúp cho em. Cái video nó khá là dài nhưng mà em sẽ quay rất là đa dạng. Ở cuối video ở đây đây là cái PMA 2003 La Mã 77.000 yên. Ở cuối video sẽ có bếp ga này, bếp từ của Nhật này, rồi là máy máy rửa bát cũng như là một số cái tivi đen trắng để trưng bày, rồi là em không rõ là có xem được không nhưng mà tại Nhật thì hiện tại là họ không có thử mấy cái loại đấy, họ không có cắm vào để thử vì là họ không có dùng cái sóng sóng mặt đất nữa mà bây giờ tất cả là truyền hình cáp hết rồi đúng không ạ? Đây một cái siêu thị rất là nhiều bóng đèn đúng không ạ? Luxman bóng đèn vô cùng nhiều luôn. CL 35 hai la mã giá 132.000 yên, bảo hành 3 tháng tại Nhật. Anh chị lưu ý là ví dụ cái cửa hàng cái tem ấy, anh chị hay nói là tem xanh tem đỏ. Nhưng mà ví dụ cái video cái đoạn đầu tiên em quay thì là cái tem xanh nhưng mà nó vẫn còn bảo hành 3 tháng bởi vì là nó ở cái cửa hàng không phải là hard op mà nó là book nó là gì nhỉ? Book op op house đó. Nó cũng thuộc một cái hệ thống giống như hard op nhưng mà cái cách dán tem của nó sẽ khác. Anh chị nhìn cứ màu màu xong các anh chị bảo là hàng lỗi hàng giết thì không phải. Cái nào lỗi họ sẽ ghi rõ tiếng Nhật ra là lỗi và không có bảo hành. Đây đây thì là có bảo hành này. Còn cái xanh đầu tiên em quay cũng có bảo hành là hàng không lỗi anh chị nhá.
L580. Hàng nào lỗi em họ ghi như thế nào em sẽ bảo mọi người như thế. L580 của Lucman, cái âm ly rất là tuyệt vời đúng không ạ? Độ đẹp thì vô cùng đẹp. Nhìn cái nút nó còn gần như là không bị sờ vào ấy. Có thể là bên Nhật thì họ dùng cẩn thận cho nên là cái nút thì còn rất là đẹp, không hề bị bay màu gì cả. Anh chị xem đến đây cho em một nút thích video. Nếu anh chị nào mà có thời gian thì chia sẻ lên các cái nền tảng như là Facebook hoặc là Zalo giúp cho em với. Anh chị mà chia sẻ lên Zalo của mình nhé thì sẽ mọi người sẽ biết đến nhiều hơn, hoặc là trang Facebook nữa. Em biết là bây giờ ở Việt Nam anh chị dùng Facebook rất là nhiều. Lên là một bộ đề bao của hãng Sonos, cái này sản xuất ở Nhật. Có giá ban đầu khoảng 50 triệu và bây giờ họ bán ra khoảng hơn 20 triệu. Quá đẹp đúng không ạ? Cái này là 607. Quay lên video thì nhìn nó bị lóa, nó loáng quá. Nhưng mà thực tế thì con này cực kỳ đẹp. Cái màu đen nhưng nó lại đen bóng đi cho nên là lên video nó bị kiểu như là nó phản chiếu các cái vật khác vào nên nó không được thật. Đó, quay góc này thì nhìn nó thật đúng không ạ? Nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Cái này là Denon 1500 AE. Con này có điều khiển, có sổ sách. Có điều khiển và sổ sách đầy đủ. Marzahn 17SA. Rất đẹp, âm ly đúng không ạ? Giá là 55.000 yên. Đây là cái tủ này là một loạt cái bóng đèn này, đủ các xuất xứ Nhật, Mỹ, có đầy đủ hết bóng đèn. Rồi em nhìn này, loáng này, em chả biết, nhưng em chỉ quay cho các anh chị biết là tại Nhật họ có bán cả những cái kiểu như thế này. Đủ các loại công suất và đủ các loại kích cỡ bóng đèn. Ở Việt Nam thì em thấy là các anh chị hay kiểu mua những cái âm ly đèn, nhưng mà có thể là bị lỗi hoặc là như thế nào đấy, các anh chị về các anh chị tự xoay sở xong là sửa, mua bóng đèn riêng để lắp vào. Nhưng mà em thấy là nhiều khi nó cũng không còn chuẩn nữa, bởi vì là em thấy âm ly bóng đèn này nó cái tụ u rồi cái mạch của nó mà bị thay thế sửa chữa thì nó mất hay rồi đúng không ạ? Đài cổ này, đây như cái này ấy, tem xanh như thế này nhưng họ vẫn ghi là bảo hành 10 ngày các anh chị. Đó, cái này không phải là hàng lỗi. Đó, cái nào mà họ ghi bảo hành không có bảo hành thì mới là lỗi. Còn cái này còn bảo hành là không lỗi này, như cái này này. Đó, như cái này thì là hàng lỗi này. Không có bảo hành. Thì đấy, nó xấu như thế này chứ nó vẫn còn ở đây, họ ghi là vẫn còn bắt FM cả thứ rất là ok. Nó chỉ là xấu thôi nên nó không có bảo hành gì cả. Cái nào mà họ ghi tiếng Nhật là chữ răng ấy, tiếng Anh là răng ấy thì mới là hàng lỗi anh chị nhá. Chứ mình dựa vào màu tem thì nó lại khác. Cái hàng nào lỗi em sẽ bảo là lỗi. Đây, xe đạp check. Cái này phanh đĩa, cả trước sau phanh đĩa hết. Màu đỏ đen, khung nhôm. Con này nó khá là cao và nó có cả cái nhún nhún ở phía trước, nhìn khá là độc nên em quay cho các anh chị xem. Có thể có anh chị quan tâm đến cái kiểu xe như thế này. Mấy cái xe này đi ở vùng núi ấy, vùng cao có vẻ hợp lý đúng không ạ? Còn đâu nếu mà ở vùng cao mà các anh chị đi khung carbon ấy, nó dễ ngã, mà ngã một cái nó vỡ ngay ấy. Còn đâu khung nhôm thì sẽ hợp lý hơn. Đây là TV đen trắng của hãng gì đây? Nationan. Con này chắc là nó phải siêu cổ rồi. Giá 11.000 yên. Nationan cái đời đầu của cái công nghệ sản xuất TV của Nhật đúng không ạ? Đây, cái này chắc là không cổ bằng đâu. Mitsubishi, những cái này ấy thì có cái là còn hoạt động và có cái không. Có cái họ vẫn còn để bảo hành 10 ngày luôn. Đây thêm một cái nữa. Thì quay trước tiên quay cái điện thoại này đi. Điện thoại đút đồng xu và để gọi điện này. Cái này bây giờ không còn, nghĩa là ý là họ không có dùng cái loại này nữa, mà họ dùng cái loại để bàn đơn giản giống như là ở Việt Nam chúng ta đang dùng bây giờ thôi. Còn cái này nó cổ lắm rồi, nó không có xài nữa. Đây, hãng Nex. Giá 5.500 yên. Cái này nếu mà anh chị mua để trưng bày
thì ok, nhưng mà em nghĩ là nếu mà để trưng bày thì chúng ta có thể đi đường biển. Đi đường biển, đây là một cái đồng hồ tham tanh của Zippo, đồng hồ vẫn chạy tích tắc. Đây để trên này có một tham tanh nữa, cái này là tham tanh dạng để ngang rất là đẹp, vẫn chạy. Em sẽ lấy cho anh chị xem, đây nó vẫn chạy đây anh chị, họ mới nhập vào tháng 12 năm 2022 thôi, sáng bóng như là có một cái vết xước là nhìn thấy hết đúng không ạ. Tham tanh sản xuất năm X1, cái này như năm 86 à, 86 phải không ạ? Em không nhớ chính xác bởi vì là cái Zippo này nó nhiều mã và phải nhớ nhiều thứ quá, trong đầu em không thể nhớ nổi X1 là năm bao nhiêu. Nó rất đơn giản thôi nhưng mà em không nhớ nổi, trong đầu em nó nạp quá nhiều thứ rồi. Đấy, còn đây là cái loạt máy rửa bát. À, đây là cái máy rửa bát của Panasonic có mã hiệu là TH2NNP đúng không ạ? Sản xuất năm 2017 18 đúng không ạ? Rất đẹp, đầy đủ đường ống luôn. Con này to 50 lít, mấy con này nhỏ hơn này anh chị. Mấy cái này cũng là Panasonic, nó nhỏ hơn, đời nó sơ nó gần hơn một chút. Đây cũng Pana này, giá rẻ thôi nhưng mà nó nặng ấy. Anh chị mà đi đường hàng không thì cước nó sẽ khá là cao bởi vì là mấy cái hàng này nó nặng. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị thêm một cái máy ở cái bếp từ của hãng Hitachi có mã là HT32AG có giá 44.000 yên, bảo hành 3 tháng tại Nhật, dùng điện Việt Nam ok, em thấy họ ghi vậy. 200V là ok đúng không ạ? Đó, hình thức vô cùng đẹp, cái này nó có cả cái khay nướng đây, đây khay nướng đây, em mở thử cho mọi người xem. Đó. Bếp từ ở Việt Nam mình đang chuộng cái bếp từ. Ở Nhật thì là cũng có nhà xài bếp từ, có nhà xài bếp ga nhưng mà như em biết ấy thì bếp ga rất rất nhiều. Đây đây thì rất nhiều bếp ga nhưng mà không phải cái bếp ga nào ở Việt Nam mình cũng dùng được. Đó, nó liên quan đến cái loại ga như này, nó phải ghi như thế này thì ở Việt Nam mới dùng được này. Đó, cái ga ở Việt Nam mình mới xài được, còn cái ga ví dụ đến 90 90% là cái bếp ga họ bày bán ở đây thì Việt Nam mình không thể dùng được. Đây, đây là hàng lỗi nha anh chị nhá. Hàng này không có bảo hành nhưng mà vì sao họ ghi chạy hoàn toàn ok nhưng mà vấn đề là nó cổ quá rồi nên họ không có bảo hành. Họ xếp vào hàng lỗi luôn. Đấy. Đài siêu cổ luôn. Đấy như con này họ ghi là chạy tốt luôn này. Nationale Panasonic cái thời điểm mà cái ông giám đốc của Nationale ông ấy đang chuẩn bị đổi tên thành Panasonic, ông ấy vẫn để một nửa Panationa, một nửa Panasonic. Sanyo đài cổ thì chất âm của nó chắc là không còn ok bằng cái đài đời mới bây giờ được, nhưng mà nó mang giá trị thẩm mỹ trưng bày rất là đẹp. Cái này sản xuất ở đâu đây? Ainen à? Quá đẹp đúng không ạ? Đèn cổ anh chị nhá. Xứ quên. Màu đồng à, sản xuất bằng nó là chất liệu đồng chứ không phải màu đồng anh chị nhá. Sản xuất bằng đồng. Đây là một con cassette cổ TX. Con này thì hình thức của nó thì là vô cùng đẹp. Vô cùng đẹp. Nhưng mà cái giá thì cũng rất là cao. Đầy đủ sổ sách. Tất cả đầy đủ. Đây. Lucmen L48X. Sản xuất năm 1981. Rất đẹp. Đây là một cái âm ni đèn nhỏ thôi. Em quay phía sau cho anh chị xem. Con này chắc chắn là sản xuất ở Nhật. Sờ một cái là em cảm nhận được luôn. Bởi vì nó rất là chắc chắn. Đấy, đúng không ạ? Chơi được một cặp loa nhỏ, đúng không ạ? Đó, anh chị nào mà khoái khoái em lấy bóng đèn thì có thể mua cái này. Giá nó vừa phải thôi, nó không quá là cao mà vẫn chơi được, đúng không ạ? Nhìn nó xinh xinh. Sansui 607i.
vô cùng đẹp, màu đen. Ở Việt Nam thì các anh chị hay thích một cái logo bóng thế, bóng loáng luôn ấy. Các anh chị hay thích mấy cái màu kiểu màu phay nhôm hay này, màu vàng chanh này, hay là kiểu hai hồi gỗ kiểu kiểu như thế này, kiểu như con 707 này. Nhưng mà màu đen thì em thấy cũng rất là đẹp, nhìn nó khỏe đúng không ạ? Nếu mà anh chị có một bộ toàn màu đen, từ loa cho tới âm ly cho tới lọc, rồi là nói chung là các kiểu, kể cả tủ bày anh chị cũng để màu đen, thì nhìn nó cũng rất là ngầu, vô cùng đẹp chứ không phải vừa. Đây là một con Pao rất là nổi tiếng của Onkyo M508. Con này nó nổi tiếng vì nó có hai cái đồng hồ rất là to và đẹp, cũng như là cái chất âm của nó FA50ES, một con âm ly của Sony đúng không ạ? Macintosh C28, bảo hành 3 tháng. Quá đẹp. Đây, Bose 301 Series 2. Cái này tiếc quá, nó có một chiếc thôi anh chị ạ. Có một chiếc thôi. Một chiếc thì không biết mua kiểu gì luôn. Làm sao để kiếm được một chiếc nữa để ghép thành bộ trái phải, mệt lắm. Nhưng mà họ vẫn bán bởi vì là kiểu gì cũng có người mua ấy, không sớm thì muộn đúng không ạ? Cái này đẹp thật đấy. Đây là một cái loa của Anh Quốc. Cái này là Habeck đúng không ạ? Cái này thì không có ê căng, không có ê căng. Cái dạng loa này là cái loa cao cấp của Anh. Nếu mà nó có ê căng ấy thì nó sẽ đắt lên tầm khoảng 10 triệu nữa so với cái giá này. Tại Nhật nó 132.000 yên. Nó rơi vào khoảng 25-26 triệu.